Xin chào tất cả anh chị em nhà đầu tư của chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube chứng khoán Thâm Văn Hoàng. Thì hôm nay Hoàng tiếp tục làm video chúng ta review lại cái diễn biến thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thứ tư ngày 7 tháng 6. Thì trên đây là những cái quan điểm cá nhân của Hoàng, và đây là cái kênh YouTube. Anh chị em nào mà chúng ta chưa đăng ký thì chúng ta có thể đăng ký cái kênh và chúng ta like cái video phía dưới màn hình. Nội dung chính trong ngày video ngày hôm nay thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cập nhật cái thông tin thị trường, cập nhật cái biến động của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, rồi dòng tiền mua các cái cổ phiếu. Thứ hai, chúng ta sẽ đánh giá qua một số các cái nhóm ngành tiêu biểu, đặc biệt là cái nhóm sắt thép, đúng không ạ? Nhóm sắt thép và các cái cổ phiếu trong nhóm ngân hàng được rất nhiều nhà đầu tư chúng ta quan tâm ở cái giai đoạn trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thứ ba nữa, Hoàng sẽ đánh giá một số các cái cổ phiếu nó còn tiềm năng cho anh chị em chúng ta có thể là chú ý, và đặc biệt thì đưa ra những cái khuyến nghị, những cái hành động nó hợp lý nhất trong cái giai đoạn hiện tại cho anh chị em. Bởi vì trong giai đoạn hiện tại thì Hoàng biết là cái lòng tham, đúng không ạ, lòng tham của chúng ta rất là lớn, bởi vì các cái cổ phiếu tăng lại rất là nhiều thì cái lòng tham rất là lớn, và cái lòng tham như vậy thì nó sẽ không tốt trong cái vấn đề là chúng ta đầu tư, thậm chí cả đầu cơ. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể tham khảo cái ý kiến của Hoàng để chúng ta đưa ra cho cái danh mục của mình nó hợp lý nhất. Ok, thì đầu tiên thì đối với các cái thông tin thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán thế giới, thì hiện tại thì các cái thông tin về kinh tế, đúng không ạ, trong tuần này nó không quá nhiều những cái thông tin ảnh hưởng đến thị trường. Chúng ta phải chờ tuần sau. Tuần sau thì thế giới sẽ có nhiều các cái thông tin hơn. Và thị trường chứng khoán ở thế giới thì chúng ta thấy là trong những cái phiên giao dịch gần đây thì nó cũng tăng, đúng không ạ? Những cái phiên đầu tuần tăng thì ngày hôm nay đang có cái sự điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên đây là những nhịp điều chỉnh hết sức bình thường. Và chúng ta thấy là những cái thông tin về nền kinh tế số 1 thế giới thì nó đang có những cái thông tin là quan chức nó kiện cái thị trường điện tử thôi. Còn hiện tại những cái thông tin về chứng khoán thì nó không có nhiều các cái thông tin ảnh hưởng. Thì anh chị em chúng ta có thể nắm bắt được cái tình hình vĩ mô trên thế giới. Thị trường Trung Quốc, đúng không ạ? Thị trường Trung Quốc thì chúng ta thấy là trong giai đoạn gần đây thì chúng ta thấy là diễn biến nó cũng tương đối xấu, khi mà chúng ta thấy là nó đủ những cái rủi ro, như là chúng ta thấy là công bố những cái số liệu về nền kinh tế rất là xấu. Thì Trung Quốc thì cũng đang gặp khó khăn, đúng không ạ? Thì nó xoay qua những cái thông tin như vậy thôi. Thì nói chung là những cái thông tin Trung Quốc hiện tại thì nó cũng chưa tác động nhiều đến các cái nền kinh tế thế giới. Chủ yếu hiện tại cái tác động là do thằng Mỹ nó tác động thôi. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể nắm bắt được. Còn trong nước thì chúng ta thấy là nó chỉ công bố những cái thông tin đối với cái thị trường chứng khoán thì chỉ công bố những cái thông tin sau từng phiên giao dịch, chứ nó không có nhiều các cái thông tin tích cực hay tiêu cực đợt này nữa. Thì chúng ta thấy là những cái thông tin tích cực thì nó đã trong tuần trước nó đã xảy ra rồi, còn hiện tại thì nó không có nhiều các cái thông tin, chủ yếu là những cái thông tin xoay quanh cái vấn đề là sau phiên giao dịch thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy là cái thông tin là margin của thị trường tăng 30-40% từ đầu năm. Thì chúng ta thấy là cái việc margin này tăng thì chúng ta thấy là đương nhiên rồi, bởi vì thị trường chứng khoán của chúng ta là chúng ta thấy là nó đang lên, và cái việc đang lên thì chúng ta thấy là lãi rất là nhiều, và lãi rất là nhiều thì tâm lý con người, tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân thì cái lòng tham họ sẽ nổi dậy, và họ sẽ muốn mua nhiều hơn để lãi nhiều hơn, bởi vì thị trường nó tăng nóng mà. Thì cái margin nó tăng như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là đây là cái điều đương nhiên. Tuy nhiên với việc margin mà tăng như thế này thì chúng ta thấy là cái thị trường sắp tới nó sẽ dao động rất là nhiều, có nghĩa là nó sẽ có những cái phiên giảm trên 10 điểm. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể là nắm bắt được. Ok, thì đó là tổng hợp về thông tin thế giới cũng như là thông tin trong nước cho tất cả anh chị em nhà đầu tư. Còn trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chúng ta tổng kết qua thì chúng ta thấy là thị trường rung lắc tương đối mạnh ở cái đầu phiên chiều, nhưng mà sau đó chúng ta thấy là nó vẫn kéo lên được, và kéo lên thì chúng ta thấy là nó chủ yếu kéo ở các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành về bất động sản đầu tư công là kéo mạnh trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Còn chúng ta thấy là điều chỉnh là do bị bán ở các cái cổ phiếu ngân hàng cũng như là một số các cái cổ phiếu tăng nóng trong giai đoạn vừa qua. Còn nói chung thì thị trường thì nó vẫn tăng 1,23 điểm, nói chung là tương đối tích cực, mặc dù trong phiên có những cái nhịp rung lắc. Và chúng ta thấy là cái dòng tiền ngày hôm nay đối với cái sàn HOSE thì chúng ta thấy thanh khoản rất là lớn, 18.082 tỷ. Thì cái thanh khoản mà lớn như thế này và càng lên cao thanh khoản càng lớn thì nó thể hiện cho cái áp lực bán nó đã xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là trong phiên sáng ngày hôm nay thì cái khối lượng chủ động, đúng không ạ, cái khối lượng chủ động trong cái phiên giao dịch buổi sáng thì nó rất là nhiều. Đây thì cái khối lượng chủ động trong phiên giao dịch buổi sáng đây, chúng ta thấy là áp lực bán
phiên buổi sáng khối lượng chủ động bán rất là nhiều. Thì chúng ta thấy là thị trường càng lên cao thì nó cũng đang xuất hiện áp lực chốt lời, và nó ngay cản nữa thì đương nhiên gặp áp lực chốt lời là điều đương nhiên rồi. Và chúng ta thấy là về mặt các cái cổ phiếu, các cái lớp cổ phiếu thì chúng ta thấy là đà tăng của cổ phiếu nó vẫn chiếm đa số, đúng không? Chúng ta thấy là 241 cổ phiếu tăng và chiều ngược lại chỉ có 134 cổ phiếu giảm thôi. Thì nói chung là dòng tiền vẫn luân chuyển đều ở các cái cổ phiếu và các cái nhóm tăng nó vẫn chiếm là tích cực. Ok, thì chúng ta thấy là cái dòng tiền ngày hôm nay thì được kéo bởi các cổ phiếu nhóm dầu khí. Chúng ta thấy là bất động sản và đầu tư công ngày hôm qua điều chỉnh nhưng mà ngày hôm nay thì nó quay trở lại nó kéo. Thì cái điều này nó thể hiện cho vấn đề là dòng tiền đang xoay đều giữa các cái nhóm ngành nó kéo. Thì những ai mà chúng ta nắm giữ các cái cổ phiếu nó chưa kéo thì anh chị em chúng ta có thể là kiên nhẫn thì nó sẽ kéo thôi. Chúng ta đừng quá là lo lắng. Thì chúng ta quay trở lại với cái việc là chúng ta nhận định thị trường, thì nói chung là xu hướng thị trường thì nó vẫn là một cái xu hướng tăng. Anh chị em lưu ý cái vấn đề đó, xu hướng thị trường nó vẫn là một cái xu hướng tăng. Thì chúng ta thấy là tuy nhiên ở cái giai đoạn hiện tại, cái hành động của nhà đầu tư của chúng ta thì chúng ta nên làm gì, thì Hoàng sẽ đánh giá sau đây. Thì chúng ta thấy là thị trường trong cái giai đoạn trước thì chúng ta thấy là sau khi tích lũy, đúng không ạ, giai đoạn tích lũy này thì chúng ta đã cầm rất là nhiều hàng rồi, và sau khi tiếp tục break lên thì chúng ta thấy là có một cái xu hướng tăng. Thì Hoàng đã nhận định rồi, break 1076 là cây này thì chúng ta có một cái xu hướng tăng, và chúng ta thấy là thị trường những cái phiên ở đây nó kéo liên tục như thế này thì những nhà đầu tư của chúng ta như bản thân room của Hoàng hay chị em theo Hoàng thì chúng ta mua từ những cái vùng này rồi, thì hiện tại thị trường nó đã kéo rất là mạnh, đúng không ạ, đặc biệt là các cái cổ phiếu penny thì chúng ta đã xem xét chúng ta chốt lời dần rồi. Thì trong cái giai đoạn hiện tại thì thị trường đang lại gặp những cái vùng kháng cự, thì nó không như cái vùng tâm lý như là vùng 1001, đúng không ạ, thì cái vùng tâm lý là cái vùng nói chung là cái vùng kháng cự nhẹ, và chúng ta thấy là khi mà kéo qua thì nó đang gặp cái vùng, thì cái vùng đây chị em lưu ý thật ngữ cái vùng có nghĩa là nó ở trong một cái giai đoạn, đúng không? Cái vùng này là từ 2010 2020 thì cái vùng này là cái vùng kháng cự về phe kẹt hàng giai đoạn trước đó. Thì chúng ta thấy là cái vùng này nó đang có một cái lượng hàng, thì thị trường lên đây thì khả năng cao nó sẽ gặp cái áp lực điều chỉnh. Thì kháng cự này nó tương đối mạnh, vì thế thì Hoàng sẽ không đánh giá thị trường nó có thể là qua được. Thì kịch bản thị trường trong cái giai đoạn hiện tại thì Hoàng vẫn nghiêng về kịch bản nó có cái sự điều chỉnh nhiều hơn, đúng không? Anh chị em lưu ý cái vấn đề đấy, bởi vì đang gặp cái vùng kháng cự thì nó sẽ cần phân phối lại các cái áp lực mua bán ở đây. Thì chúng ta thấy là thị trường kịch bản điều chỉnh sẽ tương đối cao. Cái thứ hai là chúng ta thấy là trong cái giai đoạn gần đây thì thị trường nó kéo những cái phiên tăng quá nóng rồi, đúng không? Thì những cái phiên tăng quá nóng như thế này thì chúng ta thấy là cái việc lãi nó rất là nhiều rồi, các cái nhà đầu tư họ đang nắm cổ phiếu lãi rất là nhiều, thì đương nhiên thì nó sẽ gặp áp lực bán ở đây. Điều đấy là chúng ta thấy là trong phiên giao dịch ngày hôm nay đã có những cái dao động, đúng không ạ, đã có những cái dao động, mặc dù thị trường tạo một cái nến rút chân nhưng mà chúng ta thấy cái biên độ dao động đã có, nó thể hiện áp lực chốt lời nó đã xuất hiện. Thì trong cái giai đoạn hiện tại những cái điều này thì có nghĩa là chúng ta ở những cái vị thế mua, anh chị em nào đang cầm tiền thì tuyệt đối là chúng ta không có dại gì mà chúng ta mua ở cái giai đoạn hiện tại nữa, thì chúng ta chờ điều chỉnh thôi. Mặc dù là thị trường nó đang có một cái xu hướng tăng, tuy nhiên tăng quá nóng như thế này thì cái áp lực điều chỉnh nó sẽ cao. Thì anh chị em nào chúng ta cầm tiền thì chúng ta kiên nhẫn, đúng không ạ, kiên nhẫn, bởi vì trong giai đoạn hiện tại thì Hoàng biết là cái vấn đề cái lòng tham nó rất là lớn rồi. Các nhà đầu tư họ đang tham rất là nhiều, bởi vì cổ phiếu nó tăng nóng quá, tăng mạnh quá, ai cũng có lại hết, thì chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư họ đang FOMO ở cái giai đoạn hiện tại, đúng không ạ? Chúng ta đánh giá tâm lý là như vậy. Thì cái kịch bản thị trường thì nó sẽ có những cái áp lực điều chỉnh sẽ rất là cao. Thì anh chị em nhà đầu tư của chúng ta, những vị thế mà đang cầm tiền thì chúng ta chờ, còn những cái vị thế mua, đúng không ạ, còn những vị thế mà chúng ta cầm hàng thì sao? Thì những nhà đầu tư theo hàng thì chúng ta đã cầm hàng dưới đây rồi, và hiện tại thì chúng ta cũng đã chốt một số các cổ phiếu penny chốt dần rồi. Thì đoạn hiện tại thì tùy những cái cổ phiếu, đúng không ạ, tuy nhiên thì đánh giá tổng quan những cái danh mục, những anh chị em nào mà chúng ta cầm quá nhiều cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt là những anh chị sử dụng margin, thì đoạn này chúng ta có thể là bán bớt hàng đi, chúng ta bán bớt hàng đi, không phải là bán hết, chúng ta bán bớt hàng, hoặc anh chị em có thể là chọn cách các cái cổ phiếu đấy nó gãy thì chúng ta mới bán. Thì cái này nó tùy từng cổ phiếu, nhưng tư vấn chung thì đoạn này thì chúng ta cầm những cái cổ phiếu thì chúng ta nên bán bớt, chứ chúng ta đừng có quá tham. Đấy là những vấn đề anh chị em chúng ta cần lưu ý.
chúng ta thấy là thị trường tăng tích cực như thế này thì nhà đầu tư họ họ dễ có một cái lòng tham rất là lớn. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể là nắm bắt. Ok, thì vì về kịch bản thị trường là như thế, thì anh chị em chúng ta có thể tham khảo kịch bản này. Còn về các cái cổ phiếu thì nó sẽ tùy những cái cổ để chúng ta nên bán hay là chúng ta nên như thế nào đó thì nó sẽ tùy những cái cổ thôi, nhưng mà tư vấn toàn bộ danh mục chung đúng không ạ, thì chúng ta có thể là nắm bắt những yếu tố đó. Bởi vì ở đây thì hầu như là chúng ta sẽ cầm thường là chúng ta cầm 3 đến 5 cổ phiếu, rất ít những nhà đầu tư chúng ta đánh all in đúng không ạ. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể nắm bắt được. Ok, đấy là về nhận định thị trường, xu hướng của chỉ số chung VN Index là như vậy. Thì chúng ta phải chờ nhịp điều chỉnh thôi, chứ đoạn này mua rất là khó. Còn về các cái lớp cổ phiếu thì rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta quan tâm hôm nay là nhóm ngành sắt thép. Thì Hoàng sẽ đánh giá những cái cổ phiếu đầu như là Hòa Phát này. Nói chung Hòa Phát ngày hôm nay chúng ta thấy một cây vốn hút tiền tương đối lớn như thế này đúng không ạ. Thì thường là một dạng cổ phiếu mà tích lũy nền lâu, ngày hôm nay anh chị em là mua Hòa Phát thì cũng được, nó là đúng cái điểm mua rồi. Khi mà nó break out thì chúng ta thấy là nó break out lên thì nó đang hình thành một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên để biết cây này là break out thật hay không thì chúng ta phải chờ hàng về đúng không ạ. Khi mà một xu hướng hình thành thì đương nhiên khi mà nó break out qua những cái vùng nền quan trọng thì nó sẽ có những nhịp test. Thì anh chị em nào chúng ta chưa mua thì chúng ta có thể quan sát. Và những cái cổ phiếu như là dòng thép mà trong căn bản như đoạn trước mà nó có nhiều các cái yếu tố mà nó đánh khó, thậm chí chúng ta gọi một cách đơn giản là nó lừa, thì anh chị em chúng ta cứ chờ hàng về của cây này để chúng ta đánh giá. Rồi Nam Kim ngày hôm nay cũng tính break out lên nhưng mà chúng ta thấy là nó lại tạo một cây nến nó tương đối xấu. Thì tốt nhất khi mà đã break out qua 16.5 rồi, có nghĩa là cái đường màu xanh hoàng kẻ ở đây, thì tốt nhất hiện tại Nam Kim nó vẫn những cái phiên sau thì nó vẫn cứ duy trì vùng 16.5 thì nó tương đối ổn. Còn hiện tại thì phiên ngày hôm nay là xấu rồi, trước mắt là như vậy. Thì không anh chị em chúng ta không dạy gì chúng ta quay vào mua, chúng ta chờ thôi. Hoa Sen ngày hôm nay chúng ta thấy cũng là một cái phiên tăng rất là tích cực. Tuy nhiên chúng ta thấy là lại chưa vượt được cái vùng 17, thì chúng ta phải quan sát thôi. Bởi vì những cái vùng kháng cự như thế này thì chưa vượt được thì chúng ta chưa thể khẳng định nó vào chen được. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể là nắm bắt. Còn nhóm thép thì Hoàng vẫn nghiêng về cái việc là chúng ta đánh những cái cổ phiếu nhỏ thì nó sẽ tối ưu hơn. Bởi vì các cái cổ phiếu lớn như Nam Kim, Hòa Phát, Hoa Sen thì cái khối lượng kẹt hàng giai đoạn trước đó rất là lớn. Còn những cái cổ phiếu Benny vốn hóa bé như là TLH hoặc là kêu anh chị mua từ những cái vùng dưới này rồi, thì cái việc mà nó có bứt như thế này thì đang có một cái xu hướng tăng rất là tích cực, thì anh chị em chúng ta cứ cố gắng gồng thôi. Đấy, thì những cái nhóm này thì nó đánh nó sẽ lợi nhuận cao hơn, như là hay là VGS này. Thì chúng ta thấy là chúng ta đánh những cái cổ phiếu này nó tương đối là tích cực đúng không? Khi mà break out chúng ta thấy là nó có nhịp test lại thì chúng ta mua thì cái lợi nhuận nó sẽ rất là cao. Còn Nam Kim, Hoa Sen, Hòa Phát thì cái đánh lợi nhuận nó không lớn. Đấy do tại sao mà Hoàng kêu anh chị em chúng ta trong những video trước là chúng ta đánh sắt thép thì chúng ta chú ý những cổ phiếu bé bé này thì đánh lợi nhuận nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Ok, thì đấy là nhóm ngành sắt thép. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá qua một số các cái cổ phiếu ngân hàng. Vietcombank ngày hôm nay chúng ta thấy giảm 2% đúng không ạ. Tuy nhiên thì Vietcombank thì nó sẽ dành cho những anh chị em nào chúng ta tiền to thôi và chúng ta đánh bền bỉ, thì nói chung là nó vẫn duy trì một cái xu hướng tăng đúng không ạ. Chúng ta thấy là ngày hôm nay điều chỉnh 2% thì chúng ta xem xét cái vùng 96 đúng không ạ. Nếu nó chưa mất thì không sao. Thì nói chung áp lực ngày hôm nay, áp lực bán nó không quá lớn đâu, một cây vol tương đối bé này thì nó chưa có vấn đề gì hết. Đấy là những vấn đề về Vietcombank. Rồi Liên Việt thì rất là tiếc khi mà chúng ta thấy là nó chưa hình thành một cái xuống tăng được. Khi mà chúng ta thấy là quanh nhiều vùng kháng cự thì nó lại gặp áp lực bán và chúng ta thấy nó đang hình thành một cái trạng thái sideways thôi. Đây sideways trong vùng này, còn khi nào mà break out qua cái vùng đỉnh như thế này thì chúng ta mới thấy nó hình thành một xu hướng tăng. Và hiện tại vẫn break out thì còn hiện tại vẫn đang trạng thái sideways, thì nó cứ chạm bên trên nó giảm xuống thôi. Nói chung là nhóm ngân hàng thì Hoàng đánh giá không cao ở cái giai đoạn hiện tại đúng không ạ. MBB thì chúng ta thấy là nó vẫn có một cái phiên điều chỉnh này tương đối bình thường, thì anh chị em có hàng vẫn nắm được. Rồi chúng ta xem qua VIB đúng không ạ. VIB tăng rất là nóng trong giai đoạn trước
Đúng không? VIP thì chúng ta thấy là áp lực bán không có thì đoạn này vẫn đang muốn lên tiếp rồi, tăng cao lại lên được cái vùng 25 nhá. Thì anh chị em nào có cổ phiếu này thì chúng ta vẫn cứ nắm. Nói chung là dòng tiền ở các cái cổ phiếu ngân hàng nó vẫn còn, đúng không? Một số dòng tiền đã ra rồi nhưng mà dòng tiền chủ đạo thì hiện tại vẫn còn ở một số cổ phiếu mà nó tương đối mạnh như là VIP. Thì những cái cổ phiếu này anh chị em chúng ta có thể nắm được. Rồi chúng ta xem có Techcombank. Techcombank thì áp lực bán cũng không quá lớn, đúng không ạ? Chúng ta thấy áp lực bán ngày hôm nay cũng không quá lớn, khả năng những cái cổ phiếu này vẫn lên được. Thì nói chung là dòng tiền nó vẫn tồn tại ở một số các cái cổ phiếu ngân hàng. Thế anh chị em nào chúng ta mua được cái cây breakout thì chúng ta vẫn có thể nắm được. Còn hiện tại vị thế mua thì Hoàng không khuyến nghị chúng ta vào nhóm này nữa, bởi vì nhóm này để mà tăng nữa thì nó sẽ rất là khó, bởi vì nó sẽ tiền nó không đủ, tiền thị trường nó không đủ. Rồi nhóm ngành ngân hàng là như vậy. Thì một số cổ phiếu anh chị em nào mua được cây breakout thì chúng ta có thể cầm thêm. Còn vị thế mua thì đương nhiên là sẽ không nên mua ở cái giai đoạn hiện tại. Rồi Novaland thì một cổ phiếu Hoàng đã nói từ rất là lâu rồi. Anh chị em nào đầu tư giá trị thì chúng ta có thể tham gia. Thì ngày hôm nay đúng không ạ, chúng ta thấy là cây đi lên. Thì nói chung là cái xu hướng của nó thì nó vẫn đi ngang trong cái vùng này thôi. Đi ngang, trạng thái là swing đi ngang quanh trong cái vùng này. Chưa có một cái xu hướng rõ ràng. Thì những cái cổ phiếu này thì nó sẽ dành cho những anh chị em nào mà chúng ta có một cái số vốn lớn mà chúng ta đầu tư giá trị sẽ được. Rồi chúng ta đánh giá qua C2. Gọi C2 đoạn này chúng ta thấy áp lực bán nó không quá lớn và càng lên bull càng bé như thế này thì khả năng cao nó vẫn còn tiếp tục tăng. Nói chung là đang có một cái xu hướng tương đối là tích cực. Thì khả năng cao cái target của nó có thể lại quay về những cái vùng 2x, đúng không ạ? Thì những cái cổ phiếu này anh chị em vẫn có thể là chúng ta cầm. 57 thì đoạn này chưa đánh, tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó đang tích lũy trên cái trạng thái sideways. Thì 57 là một cái cổ phiếu mà anh chị em chúng ta hoàn toàn có thể là mua quanh cái vùng này được, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể là mua quanh vùng này. Thì hiện tại thì đối với thị trường thì nó chỉ có hai con mà anh chị em chúng ta có thể là mua thôi. Nó còn những cái điểm mua nó an toàn, đó là 57 và IDC thôi. Thì những cái cổ phiếu này còn những cái điểm mua an toàn, còn đa số thị trường thì nó đã chạy hết rồi. Thì anh chị em mua thì nó sẽ tương đối rủi ro. Thì chỉ có hai con là chưa chạy thôi, đó là IDC và 57. Thì anh chị em chúng ta có thể xem xét. Rồi sell thì Hoàng đã nói rồi, đoạn này sell tương đối ổn, nó tạo những cái vùng higher cao hơn như thế này thì nó khả năng cao nó sẽ tiếp tục nó lại tăng đều lên, đúng không ạ? Thì anh chị em nắm những cái cổ phiếu này thì chúng ta cũng không cần quá lo lắng đâu. Đích thì chúng ta thấy là sau hai phiên điều chỉnh ngày hôm nay lại có sự phục hồi trở lại, và sự phục hồi như thế này thì chúng ta thấy cái vốn nó cũng tương đối ok, nó thể hiện cho cái dòng tiền tiếp tục quay trở lại. Thì đích khả năng cao đoạn này là lên lại vùng 26 rồi, chúng ta có thể là đo cái target lên vùng 26 được đối với đích. Rồi để Hoàng xem qua cổ phiếu nào nữa. TCD đúng không ạ? TCD với BCG là một hai cổ phiếu này luôn đi cùng nhau. Nhưng mà rất là tiếc khi mà TCD ngày hôm nay chạy nhưng mà BCG không chạy. Đúng không ạ? Thì BCG thì anh chị em có hàng chúng ta vẫn cứ giữ nhá. Target là vùng 10.5, chúng ta xem vùng 10.5 là cái gap này xem nó phản ứng như thế nào để chúng ta tính tiếp. Thì hiện tại anh chị em cứ cố gắng gồng lời thôi. Rồi BCG. Rồi KSB. KSB hiện tại đang tích lũy quanh cái vùng này, đúng không ạ? Chưa bứt thoát được. Thì chúng ta theo dõi thêm. Likuji, Likuji đoạn này tích lũy đi ngang vuông bé, đúng không ạ? Likuji thì chúng ta thấy là tích lũy đi ngang vuông bé như thế này, trong giai đoạn hiện tại thì nó vẫn đang ở một cái trạng thái là tích lũy thôi, nó chưa có cái xu hướng rõ ràng thì chúng ta chưa thể nhận định được, thì chúng ta theo dõi thêm. Rồi chúng ta thấy FCN thì ngày hôm nay tăng rất là mạnh. Nói chung SCN trong cái phiên trước khi mà nó chưa mất 14.5 thì chúng ta thấy là phiên ngày hôm qua phục hồi và phiên ngày hôm nay tiếp tục bay. Khả năng cao những cái cổ phiếu này nó vẫn đang có một cái xu hướng tăng rất là tích cực, đúng không ạ? Đang tăng rất là tích cực rồi. Rồi hôm nay gặp kháng cự 16.5 có áp lực bán rồi, đúng không ạ? Khả năng cao đoạn này nó sẽ có một hai phiên điều chỉnh tiếp thì chúng ta quan sát thêm SCN là như vậy. Rồi ok, quay trở lại những cái cổ phiếu hàng khuyến nghị trong giai đoạn trước. TTF mua, chúng ta mua vùng dưới này rồi. Thì TTF là đoạn này anh chị em chúng ta cầm vị thế đẹp đi, và thân Hoàng cũng cầm TTF rất là nhiều. Thì hiện tại chúng ta cứ gồng target là vùng 6.4. Chúng ta thấy là những cái phiên giao dịch gần đây nói chung áp lực bán không quá mạnh, đúng không? Không quá mạnh đâu, thì chúng ta vẫn có thể là hold được, gồng được. Rồi chúng ta xem qua. Rồi nói chung là thị trường cơ bản một số cái cổ phiếu là như thế thì anh chị em chúng ta có thể nắm bắt được. Còn dầu khí thì BVS thì Hoàng đã chốt rồi, bởi vì đoạn này lấy vốn đánh con khác nó mạnh hơn, còn dầu khí đánh đoạn này tương đối yếu thì Hoàng cũng không khoái lắm.
Ok, thì video ngày hôm nay là tổng kết là như vậy, một số các cái điều chia sẻ cho các cái nhà đầu tư. Thì tóm gọn lại, vấn đề chính là về xu hướng của thị trường chung thì nó vẫn đang xu hướng tăng. Tuy nhiên quanh cái vùng này thì chúng ta không nên mua mới nữa. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Ok, thì video ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Thì đánh giá nhanh là như vậy. Chúc anh chị em có một cái buổi chiều thật là vui vẻ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.